Alo, hôm nay chúng ta học tiếp. Dạ, cảm ơn. Chúng ta học tiếp với kinh 38, tức là lợi ích của lòng tin. Thưa quý vị, khi mà chúng ta còn khỏe, còn trẻ, thì chúng ta rất dễ có một cái kiểu sống là dễ ngươi, thậm chí là kiểu sống bạc mạng. Có nghĩa là sống sao vui thì thôi. Mình không thấy cái giá trị của một cái đời sống tâm linh, thế nó mới cần thiết. Nhưng mà khi mà mình gặp phải chuyện lo buồn sợ hãi xảy ra cho mình hay là cho người thân á, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái đời sống tâm linh nó quan trọng cỡ nào. Tôi nói rất là nhiều lần. Là tôi nhìn thấy một cái người nghèo túng về vật chất nhưng mà có một cái đời sống tâm linh ngon lành. Tâm linh đây là gì? Tức là có một đời sống đạo đức, có một cái kiến thức Phật pháp vững chãi. Có một đời sống nội tâm ổn định, thì dầu cho họ bị nghèo túng về vật chất, tôi cũng vẫn yên tâm là người này an lạc. Nhưng mà nếu một cái người mà giàu có về vật chất, có ngoại hình nhân dáng, có sức khỏe, có tiếng tâm, có quyền lực, nói chung có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu có một cái là đời sống tinh thần nó nghèo nàn, thì tôi rất là e ngại cho người đó. Là vì sao? Là bởi vì người này chỉ cần gặp một cái cú sốc thôi, thì người này á là kể như không còn cái chỗ nào để mà nương tựa hết nha. Cái bài kinh 38 này á là Phật ngài dạy rằng là phúc thay cho kẻ nào mà được gần cái người mà có được cái đời sống tinh thần ngon lành. Là bởi vì lúc bình thường á là mình ỷ y mình dễ ngươi, mình thấy mình là ngon lành qua những cái thứ rất đỗi là phàm tình, ví dụ như là vật giàu sang, nhan sắc, quyền lực gì đó. Nhưng mà khi mà gặp chuyện mình mới thấy rằng cái chỗ tựa về tinh thần nó rất là quan trọng lắm quý vị, vô cùng quan trọng nha, vô cùng quan trọng. Mà bản thân mình chỉ có một mình thôi đó, thì cái đạo tâm rất dễ bị thử thách, nó rất dễ bị xao động. Cho nên đây là lý do vì đâu chúng ta rất cần đến cái sự gọi là gia trì, cái sự hỗ trợ của người khác. Đừng có nói cư sĩ, ngay cả người xuất gia tu mấy chục năm đó, mà không có thầy bạn đó, thì cái tâm tư nó cũng rất là dễ bị gọi là ảnh hưởng tiêu cực. Rất là vậy nha. Cho nên thầy bạn nó rất là quan trọng. Chỉ từ đó thánh nhân thì mình miễn bàn, chứ còn phàm phu của mình ấy, khi mình còn sống ở trong cái phàm tâm ấy, thì chúng ta rất cần đến cái sự hỗ trợ từ người khác, đó cha mình, mẹ mình, vợ chồng, con cái, bạn bè, hoặc là thầy tổ trong Phật pháp. Tất cả những cái người đó đều là những cái nguồn hỗ trợ rất là lớn cho cái đời sống tâm linh của mình. Mà ở đây Đức Phật thì dạy rằng không thể sống một mình ở đời này đâu, còn phàm là phải có chỗ nương. Mà nương ai ta? Nương người lành. Ở đây ngài gọi là cái chữ chân nhân, gọi là bậc chân nhân. Chân nhân hay là thiện nhân, thì khi mà một cái người mà họ có được chánh tín, có được cái chánh tín, có được cái niềm tin. Chánh tín đây là gì? Có nghĩa là họ họ có niềm tin thiết tha vào cái thiện, niềm tin thiết tha vào tam bảo. Ở đây dùng rung này nè, có gì không phải là Phật tử hoặc là mới cái Phật tử xương xương chưa có thuần thành á, thì các vị nghe cái chuyện gọi là đức tin tam bảo, tại sao mà được xem là cái người tốt thì quý vị khó chịu lắm. Nhưng mà ở đây tôi nói luôn, đức tin vào cái thiện chưa có đủ mà mình phải tin vào tam bảo là sao? Bởi vì chính Phật pháp và tăng chúng ở đây tôi đang nói đến những đối tượng khải kính đó, nha. Thì Phật pháp và tăng chúng, nếu mà mình có cái niềm tin vào ba cái đối tượng này nè, thì đương nhiên cái nhận thức của mình về đời sống nó khác đi nhiều lắm.
Còn nếu không á, thì mình chỉ là một người gọi là người lành ở đời thôi, có nghĩa là mình cũng có tin là có kiếp trước kiếp sau, có luân hồi quả báo, mình tin chung chung như vậy, nhưng mà mình không phải là Phật tử, mình không có dành thời giờ để nghiên cứu Phật pháp giáo lý đó, thì cái nhận thức nó khác, cái niềm tin lúc đó chưa đủ để gọi là chánh tín. Bởi vì vì cái chánh tín ở đây là cái niềm tin mà phải dựa vào trí tuệ. Tin vào cái gì? Tin vào ba điều sau đây. Một là không có cái hành động lớn nhỏ nào không để lại hậu quả tốt xấu. Cái niềm tin thứ hai đó là tin rằng không có gì trên đời này còn hoài không mất. Cái niềm tin thứ ba đó là chỉ có cái nếp sống chánh niệm và trí tuệ đó thì mới giúp ta thoát khổ đời này và kiếp sau. Nhớ nha, thì cái chánh tín là niềm tin vào ba cái này nè. Tin thứ nhất là không có hành động lớn nhỏ nào không để lại hậu quả tốt xấu. Đó, tin chắc như vậy. Cái tin thứ hai nó là tin rằng là không có gì trên đời này mà còn hoài không mất. Cái tin thứ ba nó là chỉ có cái nếp sống chánh niệm và trí tuệ đó thì mới giúp ta thoát khổ đời này và đời sau. Nhớ nha. Thì muốn có được ba cái niềm tin này đó là anh phải là Phật tử thôi. Anh phải là Phật tử thôi. Nhớ nha. Và chỉ với ba cái niềm tin này nè thì mới đáng là chánh tín. Chỉ với niềm tin này nè thì anh mới có một cái đời sống của một cái bậc gọi là chân nhân nha. Mà phúc thay cho cái kẻ nào được sống gần với cái người này là vì đâu vậy? Là vì trong đây ngài dạy rất là rõ, các cái bậc hiền nhân ở đời đó luôn dành ưu tiên cho cái hạng người có cái chánh tín. Đến một cái địa phương thăm viếng ấy, thì chư tăng ấy, cũng đến thăm viếng cái người có chánh tín. Thuyết pháp thì cũng là thuyết pháp cho cái người có chánh tín trước ưu tiên. Mà nhận cái sự cúng dường, cái sự hộ trì hỗ trợ đó thì cũng nhận của cái người có đức tin, có chánh tín nhận trước, coi họ là ưu tiên. Nhớ nha, thăm viếng cũng thăm họ trước. Mà coi như là nhận cái của cúng dường đó thì cũng nhận từ họ trước, mà thuyết pháp thì cũng ưu tiên cho họ. Và cái người mà có niềm tin, có cái chánh tín như vậy thì chết rồi rất là dễ sanh về cõi lành. Đây là những cái quả lành mà có được từ cái việc mà mình sống gần cái người mà có chánh tín. Dầu mình không được như họ, ít ra đó là chỉ cần mình chấp nhận họ, xem họ là chánh đạo, xem họ là thầy là bạn, thì bản thân cái thái độ tâm lý đó nó đã là lành rồi, nó đã là thiện rồi nha. Và tôi nhắc lại, khi mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn giàu có, mình đang có tiếng tâm, mình đang rất là ngon lành đó, thì mình không thấy cái giá trị của đời sống tâm linh tinh thần, và từ đó mình cũng không có nhận ra cái giá trị của cái chuyện mà gần gũi minh sư thiện hữu nha. Minh sư thiện hữu là một cái nguồn hỗ trợ rất lớn, quan trọng bậc nhất cho cái đời sống tinh thần của chúng ta. Nhớ nha. Bởi vì minh sư thiện hữu là gì? Chính là cái người, nói gọn đó là người có chánh tín. Chánh tín thì họ có niềm tin vào ba cái này. Người mà có được ba cái niềm tin này thì tôi tin chắc 1000% là tâm linh của người này là coi như là ổn định và tin cậy được nha. Còn các vị nói với tôi, các vị nói rằng các vị là Phật tử, các vị đã thọ giới quy y lâu năm, thầy các vị là ai, là tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng quý vị không có được ba cái niềm tin này thì có nghĩa rằng là cái gọi là Phật tử của các vị đó phải xét lại nha. Bởi vì cái người chánh tín là người phải có ba cái niềm tin này. Niềm tin thứ nhất là tin rằng mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mình nói, làm và suy tư.
Bởi vì sao? Vì không có một cái hành động lớn nhỏ nào của mình mà nó không để lại cái hậu quả. Cái chuyện đó không có, không có. Dầu là mình khạc nhổ, hay là mình háy quýt lườm liếc, hay là mình chỉ buông một câu nói đùa, hay là mình chỉ là chà tay giết một con kiến, đập tay giết một con muỗi thôi đó. Từ một cái câu nói đùa cho đến chuyện giết một con ruồi con muỗi, cho đến một cái háy quýt lườm liếc, cho đến một cái suy nghĩ thiện ác thoáng qua trong đầu, nói chung là tam nghiệp nha. Thì dầu như nó nhanh nó ngắn nó gọn cỡ nào đi nữa, thì hễ là nó là thuộc về tam nghiệp thì dứt khoát nó phải để lại một cái hậu quả tốt hoặc là xấu cho đời sau kiếp khác nha. Đó là niềm tin về nghiệp lý. Cái thứ hai là niềm tin vào cái tam tướng, có nghĩa là mình tin vào vạn sự ở đời nó hễ có phải mất, đây là cái luật. Nó đẹp cách mấy, nó xấu cách mấy, nó thiện cách mấy, nó ác cách mấy, nó vui cách mấy, nó khổ cách mấy, thì mọi thứ có mặt ở đời thì dứt khoát nó không có nào là bền hết nha. Thí dụ như mình có giàu cách mấy thì cũng có lúc mình phải bỏ cái giàu đó mình đi, hoặc là nó bỏ mình, hoặc là mình bỏ nó. Mình giỏi bằng trời thì cũng có lúc mình bỏ nó hoặc là nó bỏ mình. Thí dụ như trong danh nhân Việt Nam có những nhân vật phải nói là cuộc đời rất là tròn trịa, mình thấy như cụ Nguyễn Hiến Lê, cụ Phạm Duy, cụ Trần Văn Khê. À, thì đều là những cái người mà phải nói là danh lợi tình cảm gia đình tiếng tăm kiến thức tiền bạc của họ rất là ok. Nhưng mà rồi thì sao? À, cụ Nguyễn Lê thì coi như là sanh năm 12 mà đến năm 84 cũng phải chết. À, rồi cụ Phạm Duy, Cận Khê, cụ nào cũng 90 ngoài mới mất. Nhưng mà rồi thì sao? Thì cũng chín mấy cũng phải đi thôi nha. Cho nên mình phải tin rằng mọi thứ ở đời dù nó có hay nó có đẹp cách mấy đi nữa thì cuối cùng cũng phải phải xuôi tay mà đi. Nó không bỏ mình thì mình cũng bỏ nó. Nhìn lại cuộc đời của ngài Upandita có bao nhiêu là thiền viện trong và ngoài Miến Điện rồi thì sao? Thì 90 ngoài thì cũng phải lăn ra mà tịch thôi. Đấy. Đó, rồi thì là bao nhiêu gọi là giai nhân tài tử minh tinh điện ảnh. À, rồi coi như là bao nhiêu là bậc danh tăng. À, danh sư rồi bao nhiêu là những cái như đại gia tỷ phú rồi cứ mà 80 90 rồi cũng dắt nhau mà đi sạch à, trên đời không có gì còn hoài nha, mình không bỏ nó cũng bỏ mình. Rồi cái số 3 đó là mình vững niềm tin, vững vững tin rằng đó là không có cái đời sống nào mà nó đẹp hơn cái đời sống chánh niệm và trí tuệ. Cho dù các vị có bố thí gọi là cỡ nào đi nữa, đúc chùa, đúc chuông, đúc tượng, xây chùa, ha, hộ tăng, hộ pháp, tôi không biết quý vị làm bao nhiêu phước, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết rằng quý vị sống thất niệm, sống không có trí tuệ, chỉ đơn giản là tinh xuông rồi làm phước cầu cái quả nhân thiên thì như vậy là chưa được, mà các vị phải luôn sống ở trong niệm và tuệ. Các vị phải tin rằng chỉ có đời sống của với niệm và tuệ đó thì quý vị mới được an lạc thật sự, mới được thoát khổ đời này đời sau. Thì với cái niềm tin thứ ba này đó, nó cộng lại đó, hai niềm tin trước thì mới gọi là chánh tín. Thì cái người mà có ba cái niềm tin này nè thì coi như bản thân họ là số 1 rồi, ngon lành rồi. Mà đối với gọi là hiền trí ở đời, người lành ở đời, họ cũng thích gặp gỡ thăm viếng tiếp xúc và ngay cả tăng chúng người xuất gia muôn phương. Mà khi mà có dịp ghé ngang cái địa phương đó thì họ ưu tiên cho cái người mà có cái chánh tín, cái người mà có ba cái niềm tin này. Sẵn tôi nói luôn tại sao tôi yêu Miến Điện là bởi vì phải nói người Miến Điện đó nghèo là nghèo đầu bảng thế giới, nhưng mà nói về cái generous tức là cái lòng hào sảng của Miến Điện thì được xem là hàng đầu hành tinh này, dễ sợ như là báo tham mà nó cho mình một cái kết quả thống kê như vậy. Người Miến Điện họ sống rất là dễ thương, đa phần Phật tử Miến Điện đều có được ba cái niềm tin mà tôi vừa nói. Cho nên nếu bây giờ mà của trên trời mà rơi xuống mà tôi có 1 tỷ đô la đó, thì tôi cũng trút hết cho Miến Điện nha. Làm cầu đường đào giếng xây bệnh viện cũng là cho dân Miến Điện đó. Bản thân tôi người đang nói chuyện đây 1 tỷ đô la là chính cái số không đó nha, chứ còn mà không phải nhỏ đâu. 1 tỷ đó thì tôi cũng cho người Miến Điện, mà về cuối đời đó tôi cũng mong được chết ở Miến Điện. Khi mà biết rằng còn chạy chữa được thì tôi cũng dĩ nhiên cũng phải nghe bác sĩ một chút thôi, có nghĩa là chạy chữa được thì chạy chữa, mà thấy không xong rồi
Tôi rồi tôi cũng về Miến Điện hết rồi. À, tôi gần ngáp ngáp, tôi nhờ người khiêng tôi ra ngoài đầu đường sáng sáng vậy, liếc mắt dòm tăng ni đi bác, rồi gió sáng huy hiu hiu mát mát, nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, có chư tăng tu nữ ôm bác đi ngang vậy đó, rồi tôi dòm mà tôi chết. À, vì sao? Vì ở đó là cái mảnh đất của những người có chánh tín đấy, nhớ nè. Chứ còn mà nhà cao cửa rộng để làm cái gì, để rồi cuối cùng á, thì cũng là con chuột nhà giàu, con chó nhà giàu mà thôi. Nhưng người phải có... Rồi cuối cùng á, thì ngài mới nói là cái người có cái chánh tín á, là cái điểm tựa tinh thần cho rất là nhiều người khác, giống như là một cái cội cây lớn á, là cái chỗ lui tới của các loài chim muông. Thì ở đây à, cái người có chánh tín á, là cái chỗ lui tới của tăng ni Phật tử xa gần hiền nhân trong đời cũng thích lui tới. Rồi rồi tiếp theo cái bài kinh 39 à, bài kinh 39, bài kinh 39 á, thì coi như là ngài nói về cái chuyện, một cái chuyện rất là xã hội, cho nên mình thông qua nha. Ngài nói rằng á, là sở dĩ mà người ta mong có con á, là bởi vì á, là người ta mong rằng à, bây giờ nó còn nhỏ mình lo cho nó lớn lên á, về già nó lo là cho mình. À, con cái nó sẽ gánh vác công việc cho mình, nó sẽ duy trì cái gia phong của gia đình, nó gìn giữ cái tài sản của gia đình. À, số 1 là gì ta? Số 1 là à, con còn nhỏ à, thì nhờ mình già thì nhờ nó. Cái số 2, nó đỡ đần công việc cho mình. Cái số 3, gìn giữ cái gia phong cho mình. Cái số 4 là nó thừa kế gia tài không để lọt ra người ngoài. À, rồi cái số 5 á, mình chết rồi á thì con sẽ cúng bái hương lửa hay là hồi hướng công đức. Đây là năm cái nhớ nha. Dĩ mà tôi không có dùng cái bản dịch tiếng Việt là bởi vì nó hơi tối, cho nên tôi dịch lại. À, tôi dịch lại, một là con còn nhỏ thì nhờ mình già thì nhờ nó. Rồi số 2 là nó đỡ đần công việc cho mình, công việc trước mắt á. Cái số 3 là gìn giữ gia phong, thứ tư là nó thừa kế gia tài không để lọt ra ngoài. Cái số 5 nó chết rồi con cũng bái. Cái bài kinh này thì tôi chỉ giảng sơ qua thôi. Có nghĩa là mình đọc sơ qua thì mình đọc trên cái mặt thì mình thấy là đây là cái niềm kỳ vọng của cha mẹ đối với con, nhưng mà đó là mặt chữ. Nhưng mà cái chiều sâu của kinh này nói cái gì? Chiều sâu của kinh này nói rằng hãy mình làm con á thì mình phải làm năm cái này cho cha mẹ. Nhớ nha, chứ còn mình đọc phớt qua mình thấy rõ ràng là đây là ngài chỉ nói là cái niềm kỳ vọng của cha mẹ. Ở đây không chỉ là cái niềm kỳ vọng của cha mẹ mà còn là cái trách nhiệm của con cái. Nhớ vậy, còn là cái trách nhiệm của con cái thì lúc mình còn nhỏ cha mẹ nuôi mình, nhưng mà khi cha mẹ già yếu thì mình nuôi lại, cái đó là chuyện đương nhiên. Người dân nước lạ mà người ta có ơn với mình cũng không có thể bỏ bê người ta, nói chi là cha mẹ thành. Cái số 2 nữa đó là khi mà có mình rồi thì đương nhiên cái việc nặng nhọc của cha mẹ là mình phải gánh vác đỡ đần, cái đó là đương nhiên rồi. À, dầu cho người ta không phải cha mẹ mình ta là người ơn qua đường nó mang vậy. Rồi cái số 3 nữa là mình phải gìn giữ cái gia phong. Gia phong là gì? Có nghĩa là những cái gì mà thuộc về truyền thống tốt đẹp của gia đình ấy, thì mình nên giữ lại. Cái gì nó tào lao thì thôi, nhưng mà những cái truyền thống tốt đẹp, thí dụ như ngày xưa cha mẹ là cái người gọi là hào phóng hào sảng,
rộng rãi với xóm làng, thích giúp đỡ người này người kia. Cha mẹ được người ta thương quý bởi cái đức lành gì thì hôm nay mình cũng tiếp tục cái đức lành đó, tiếp tục cái truyền thống đó để cho đừng có mắc. Rồi tiếp nữa là kế thừa di sản của cha mẹ là sao? Có nghĩa là về mặt cái hồi nãy cái số 3 đó là nói về cái mặt tinh thần, nhưng mà cái số 4 là nói về vật chất. Có nghĩa là cha mẹ để lại cho mình cái cú cái giá rồi thì mình cũng phải gì làm sao mà để mà mình sau này tiếp tục mình có từ cái món đó trở lên, chứ còn mình không có để mà là đến đời mình là không còn cái gì để xài đó. Nhớ cái đó, nói về mặt gia sản đó, cha mẹ để lại cái gì nói theo ngoài đời đó nha, chứ đây không nói theo đạo giải thoát mà nói theo ngoài đời đó. Làm giàu cha mẹ để lại cho mình một cái lâu đài hay là cái cuốc cái xẻng thì mình cũng phải biết để mình dùng, chứ không có phải là tiêu pha phung phí bài bạc nghiện ngập. Thứ nhất là không tự lo được thân cha mẹ đau lòng, mà hai nữa là phung phí tiêu pha thì mai này lấy cái gì mà lo cho cha mẹ nha. Rồi cuối cùng khi mà cha mẹ mất rồi đó, thì nếu là người Phật tử thì nên làm phước cúng dường hồi hướng. Hôm qua tôi có nói cái chuyện cúng giỗ đó, tôi nói nó hơi nặng lời, bà con nào giận thì tôi xin lỗi nha, mà tôi đã nói là đúng. Đó là đừng có chấp vào cái ngày giờ mà cha mẹ mất, cái đó là cái tào lao nha. Cái tào lao, cái thứ cha mẹ mất ngày 3 tháng 8, ngày 8 tháng 3 nói ra cái đó không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất đó là lúc nào mà mình có cái cơ hội để làm phước cho cha mẹ thì nên làm ngay lúc đó. Cơ hội ở đây gồm nhiều khía cạnh. Một là lúc tâm đang sẵn sàng làm công đức. Cái số 2 là lúc gặp được cái đối tượng xứng đáng. Cái số 3 đó là lúc có được cái điều kiện vật chất. Đó, cái cơ hội là vậy đó, chứ nói mà không có kể ra thì mà con không biết cái cơ hội làm sao. Đó. Không nên bận tâm đến ngày mất. Ngày mất của cha mẹ mà nên lưu ý đến ba cái điều kiện trên đây. Trên đây là cái mới vừa nói đó. Cái cơ lên là ba cái điều kiện, ba cơ hội. Cơ hội một là lúc tâm đang sẵn sàng, ví dụ như bây giờ không có nhầm cái ngày ba tôi mất, nhưng mà bây giờ tôi đang vui quá nè, bữa nay sao tôi vui quá sức vui nè, rồi ok tôi làm phước, tôi bỏ tiền ra hoặc tôi ra công ra sức tôi làm phước. Đó là cái trường hợp thứ nhất là tâm anh đang là sẵn sàng. Số 2 là bữa nay đó là tôi gặp chư tăng về đông quá sức đông, bữa nay là chư tăng về đông quá, bữa nay là có ngài Tam Tạng pháp sư, bữa nay có ngài thiền sư, bữa nay có một cái vị mà tôi quý kính, ví dụ như vậy thì thôi bây giờ gặp được nhân vật thì đâu phải dễ, bây giờ tôi bữa nay tôi bằng mọi giá tôi phải làm phước hưởng cho mẹ tôi. Đó là 2. Rồi cái số 3 nữa là bây giờ tôi đang có điều kiện nè. Bây giờ tôi mới có sau mùa lúa nè, có lúa mới nè, gạo mới nè, mà lúa gạo đang đầy nhà thôi, giờ tôi làm cho mày vài bao vài chục bao gì tùy sức tôi đem cúng chùa đó. Thiếu gì chỗ làm phước quý vị, thiếu gì cho chùa miễu tăng ni, cho người già bệnh ốm đau nghèo khó cơ nhở. Bây giờ có đang có lúa mới gạo mới nè, đã sắp đem đi cho đó, hoặc là đang vào cái mùa trái, trái đầu mùa thôi ok sắp đem đi cho. Và bà con còn nhớ trái đầu mùa ngày hôm qua mình học rồi đấy. Cho nên cái gọi là không có từ bỏ cái cơ hội, là cơ hội đi gồm có ba: một là lúc tâm đang sẵn sàng, hai là lúc gặp được đối tượng xứng đáng, ba là lúc mình đang có điều kiện gọi là vật chất. Hoặc là điều kiện gì đó không cần biết, mà nói chung làm phước nó có ba điều kiện, có ba cái điều kiện mà tôi vừa nói, ba cái cơ hội đó. Ví dụ như bữa nay mình đi ghé chùa mình tính lễ Phật thăm chư tăng là mình về, mà ai ngờ mình thấy chùa nó đang đào mấy cái hố, đào mấy cái hố trồng cây làm điện làm nước thì thôi mình cũng
xăng tay áo nhào vô làm luôn, bởi nó đang có cơ hội mà, có cơ hội rồi lấy cái phước đó hưởng cho má, hưởng cho ba, hưởng cho bà nội ông ngoại nha. Đó, nhớ cái đó. Rồi cho nên là nói về con là cái đây nói là năm cái niềm kỳ vọng của cha mẹ, nhưng nó cũng là năm cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, phải nhớ cái đó. Rồi bây giờ qua kinh 40. Kinh 40 nó là sao ta? Kinh 40. Cây cối dựa vào núi rừng để phát triển. Mọi người cũng dựa vào kẻ lành để phát triển tinh thần. Đó, nói chung mình kinh này là vậy đó. Cây cối dựa vào núi rừng để phát triển thì mọi người cũng dựa vào kẻ lành á để mà phát triển. Nãy tôi nói rồi, kẻ lành ở đây thầy là bạn, là những người mà có được cái chánh tín á, có ba cái niềm tin á. Kẻ lành ở đây là người có được ba cái thứ chánh tín vừa kể ở trên, nhớ nè. Kẻ lành là người có được ba cái thứ chánh tín đó đó. Tôi nhắc lại, bây giờ các vị còn trẻ, còn khỏe, còn giàu, còn đẹp, còn ngon lành đó, thì các vị thấy cái đó không có cần. Nhưng sẽ có một ngày mà khi mà các vị thấy rằng hình như đó, mấy cái thứ vật chất mà có đó, nó giúp cho mình cũng hạn chế lắm, nhưng mà trong khi đó cái tinh thần nó là một cái điểm tựa quan trọng. Mà về cái cõi tinh thần đó, một mình có đủ không ta? Hình như là không đủ. Chúng ta sẽ có lúc chúng ta thấy hình như đó là cái điểm tựa thầy bạn nó quan trọng lắm 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 thì phải. Đời người ta có một câu là buôn có bạn bán có phường, mà quý vị làm gì cũng phải có bạn có thầy nha. Tôi tính nói là không thầy đố mày làm nên, mà sợ các vị lật ngược lại là làm thầy mày không nên đố. Chứ thật ra đó, là lúc nào cũng phải có thầy có bạn hết, lúc nào cũng phải có thầy có bạn. Bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta thấy cái cây mà nó mọc một mình á, nó phát triển cũng không có giống như cái cây mà nó mọc thành lùm, thành bụi, thành rừng. Quý vị thấy mấy cái loài mà dễ bị tuyệt chủng á, là thường là những cái loài nó sống một mình, nó sống bầy đàn ít, bầy đàn càng ít, hoặc là thích sống cô độc á, thì cái khả năng tuyệt chủng càng cao, nhớ nha. Sống một mình hay là trong cái bầy đàn ôi đó thường dễ bị tuyệt chủng. Các vị dò lại coi tôi nói có đúng không. Kỳ như vậy. Thế như mình thấy là mấy con tê giác chẳng hạn, cái bầy nó không có đông. Bầy nó không có đông. Cho nên là cái sự hỗ trợ của đám đông nó rất là tốt. Tuy nhiên chuyện đâu nói đó, chứ đừng có đi cộng tùm lum. Phật dạy chúng ta phải sống độc cư nha. Phật dạy ta sống độc cư, yêu cái nếp sống một mình nha, nhưng ta phải luôn sẵn sàng có thầy bạn. Đó. Không nên là người nhé chạy trốn thầy bạn một cách cực đoan. Không biết nói, không biết trong rung có hiểu cái chữ cực đoan không ta? Cực đoan có nghĩa là mình cứ thấy làm gì có ai đó nó phiền, hay có thấy có người là phiền, cái đó là sai. Tôi không đồng ý cái đó, tôi không đồng ý. Bởi vì các vị coi kinh kỹ lại, coi coi kỹ trong kinh là ngài Xá Lợi Phất, ngài là vị A La Hán là đệ nhất tuệ, nhưng mà ngài không có mà chán sợ đám đông đến một cái mức mà dễ sợ như vậy. Ngài Xá Lợi Phất rất là thích nghe pháp,
Ngài sẽ là Phật rất là thích nghe Pháp. Đây là một chuyện mà trong rung có lẽ nhiều người không có tin. Nghĩ rằng chắc Ngài sẽ là Phật á, thì chắc Ngài nghe có một mình Đức Phật thôi. Nha. Vì Ngài đệ nhất mà, đệ nhất tinh văn, đệ nhất trí tuệ, là huynh trưởng mà, anh cả trong tăng già mà. Thì Ngài còn nghe ai nữa mà không phải. Ngài rất là thích nghe Pháp. Có những lần mà Ngài ngồi nghe Pháp với tất cả niềm hoan hỷ. Khi mà cái người của Ngài, Ngài mới 7 tuổi Ngài ngồi thuyết Pháp. Còn Ngài nghe một cách rất là hoan hỷ và Ngài đặt những câu hỏi thích lắm. Ừ. Mà họ tưởng sao hỏi xong thì lẽ đi về rừng sống mình à, mà cứ có điều kiện là Ngài cũng đi bác hay gì đó, là cứ có điều kiện là Ngài cũng phải ghé về gặp gỡ Đức Phật chư tăng huynh đệ. Dứt khoát là chư tăng là dứt khoát là thua Ngài về trí tuệ, về kiến thức rồi, nhưng mà Ngài hỏi Ngài thích lắm. Ừ. Ngài rất là hoan hỷ trong cái pháp hỷ pháp thoại. Ừ. Thì mình làm sao mà bì được một phần tỷ của Ngài sẽ là Phật nha, thì làm sao mà mình có thể mình chạy trốn thầy bạn một cách cực đoan, cứ cho rằng tôi giờ sống mình nãy giờ tôi gặp đám đông tôi mệt lắm. Cái đó nghe nó hay hay nhưng mà ngồi ngẫm lại đám đông là đám đông như thế nào nha, cho nên chúng ta rất cần đến cái sự hỗ trợ từ những người bạn lành. Rồi tiếp theo à, tiếp theo là cái kinh, là kinh 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 Đại Gia, kinh 41, kinh 41, tôi dịch là kinh Đại Gia. Ừ. Ở đây đó Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người cư sĩ mà đệ tử của đúng là đệ tử Phật á, một người cư sĩ sống đúng theo lời Phật á, thì giàu vẫn gầy dựng vật chất nhưng luôn làm theo những cái điều sau. Số 1 là dùng vật chất để mà chăm sóc. Ừ. Chăm sóc ai ta? Gia đình. À, cái số 2 đó là giúp đỡ bè bạn thân hữu. Cái số 3 đó luôn dành phần tài sản đề phòng bất trắc. Cái số 4 đó, cái số 4 á là biết dùng tài sản để sống đẹp với người với thiên hạ còn sống, cũng như với cái hàng khuất mặt. À, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. À, cũng với cái hàng khuất mặt. Rồi cái năm á là biết dùng cái tài sản á, để hộ trì hỗ trợ cho những cái bậc tu hành khả kính. Đó. Đó là cái cách xài, cái cách xài tài sản của một người đệ tử mà đúng như lời Phật là như vậy. Ừ. À, nói nôm na lại đó là người cư sĩ đệ tử của Đức Phật tuy vẫn phải tiếp tục làm lụng kiếm sống nhưng mà biết chia đều, biết chia đều cái tài sản của mình làm 5 phần. Phần 1 là chăm sóc gia đình, phần 2 là giúp đỡ bè bạn thân hữu,
Cái phần thứ ba đó là luôn để dành phần tài sản để phòng bất trắc, lúc nào cũng phải có cái vụ đó hết, tại vì lúc mình lâm nạn ai giúp mình đây. Rồi cái số 4 đó, tức là để dùng để sống đẹp thiên hạ còn sống cũng như hàng phước mặt. Thì hàng còn sống ví dụ như ai kêu từ thiện, làm cầu làm đường mình cũng làm, nghe ai xa xa đó không quen biết mà họ cần giúp đỡ mình cũng giúp đó, gọi là giúp đỡ thiên hạ còn sống. Nhưng mà hàng phước mặt là sao, có nghĩa là mình cũng lâu lâu mình cũng biết làm phước cúng dường hồi hướng cho chư thiên ở trong nhà cửa cuộc đất của mình. Hoặc là thí dụ như mình Phật tử mình không có tin cái chuyện mà cúng bái này nọ, nhưng mà nếu cần để mình biết người phước mặt họ đâu có ăn được đồ cúng, nhưng mà nhiều khi mình cũng nên tổ chức những buổi trai tăng để hồi hướng cho chúng sanh xa gần, mà mình biết rằng lúc nào nó cũng vãng lãng vãng quanh quanh mình để mà nó chờ cái công đức chia sẻ hết trơn đó. Cho nên cái trường hợp đó là dùng vật chất để mà sống đẹp với người sống, mà sống đẹp với người chết là chỗ đó. Và cuối cùng đó là biết dùng cái tài sản để mà hỗ trợ cho những cái bậc tu hành khả kính. Bởi vì nói cho cùng, tại sao người ta khả kính? Người ta khả kính là bởi vì người ta không có tài sản, mà bị và người ta phải sống nhờ vào cái tấm lòng của thương. Mà bây giờ là mà mình hỗ trợ họ, cái là mình hỗ trợ cái thiện nha. Bậc khả kính á, thì không có tài sản. Hỗ trợ bậc khả kính á, là nuôi dưỡng cái gì ta, nguồn thiện ở đời. Rồi, nhớ cái câu này, khả kính á, thì không có tài sản, mà hỗ trợ bậc khả kính á, là mình nuôi dưỡng cái nguồn thiện ở đời. Bởi vì các bậc thiện nhân á, các bậc tu hành đức độ họ chính là cái ánh sáng của thế giới đấy, mà mình hỗ trợ hộ trì họ chính là mình châm dầu á, mình nuôi dưỡng cái ngọn đèn đấy cho cuộc đời nha. Nhớ cái này, mình nghĩ cái này nè, bậc khả kính thì không có tài sản, còn cái người mà có tài sản này không phải là bậc khả kính đấy. Bậc khả kính không phải tài sản, mà hỗ trợ cho cái người khả kính mình nuôi dưỡng cái nguồn thiện ở đời. Cho nên nên nhớ tất cả chư Phật thánh nhân á, ở đời cũng đều sống nhờ vào cái gọi là cơm mười phương góp tín tâm mỗi nhà là chỗ đó. Có nghĩa là ngay cả chư Phật chánh đẳng giác, độc giác, kinh văn giác, tất thảy đều phải sống nhờ vào cái bàn tay hào sảng chia sẻ của mấy người có tóc đấy. Cho nên á, mình á, là người cư sĩ, tuy mình có vợ chồng con cái, nhưng mình hãy nhớ rằng á, tuy muốn ra gì so với người xuất gia, nhưng mà mình á, chính là cái suối nguồn, là hơi thở, là huyết mạch để cho mấy cái tay kia họ tiếp tục làm thánh đấy. Chứ còn bây giờ mà không có cái đám cư sĩ có tóc nuôi thì thánh sống nhờ cái gì đó, nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều khi mình nghĩ tôi là cư sĩ, chắc kiếp này tôi không có duyên xuất gia, thôi tôi không có phước, không có phần, tôi không được đi tu, nghĩ vậy là nghĩ tào lao, nghĩ tầm bậy, nghĩ thiếu trí tuệ, nghĩ u mê, nghĩ ngu xuẩn. Phải, bởi vì mình có tóc nhưng mình nuôi mấy thằng cha không có tóc à, mà mấy thằng cha không có tóc nhờ đám có tóc nó nuôi à, chứ đâu phải là cái đám có tóc nó phải là nó thứ rẻ rúng gì đó. Nó là cực kỳ quan trọng. 2.600 năm lịch sử Phật giáo không có đám có tóc đó, thì cái đám không tóc sống nhờ cái gì? Cho nên là bây giờ tiếp theo là cái kinh 42. Kinh 42, kinh 42 đó là y chang như vậy. Kinh 42, 42 giống kinh trước, khổ giảng mệt, mất thời gian, già rồi. Tiếp theo là kinh 43. 43, kinh 43 nói gì ta? 43 đó, Phật dạy rằng có năm cái điều khó được ở đời. Số 1 là gì ta? Lâu. Số 2 là gì ta? Ngoại hình. Cái ngoại hình á, ngoại hình ok. Cái số 3 là gì ta? Số 3 nó là cái niềm an lạc.
À, đừng có tưởng giàu lan lạc, tôi cũng hứa rồi nha. À, rồi cái số 4 đó là cái gì ta? Cái số 4 đó là cái danh thơm, tiếng tốt. Rồi cái số 5 là cái gì ta? À, là được sanh thiên. À, số 5 đó là chết rồi được sanh thiên, tổng cộng là 5 điều nha. Cái điều thứ nhất là sống mà sanh ra ở đời này nè, à, mà sống lâu nó mới là chuyện dễ. Xâm sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Thì cái mình thấy cái đầu tiên, sống lâu nó mới đơn giản, bởi vì nó bệnh tật tùm lum hết, hít thở cũng là cái nguồn bệnh, ăn uống cũng là nguồn bệnh, cái kiểu sinh hoạt không hợp lý cũng lệnh. À, cái đời sống tâm lý của mình nó cũng là cái nguồn bệnh nha. Như vậy thì cái dưỡng khí, cái mình hít thở như thế nào cũng là kiểu một cái bệnh, ăn uống cũng là cái nguồn bệnh, à, đời tâm lý kiểu sinh hoạt đều là nguồn bệnh hết á. Cho nên bây giờ làm sao mà mình giống như một cái cầu thủ mà giỏi trên sân, làm sao mình lách 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 được hết đối phương để mà mình về dẫn bóng về đến cái khung thành kia để mình đá vô, đó không phải dễ nha. Thì các vị tưởng tượng trong đời sống này, mỗi người chúng ta đó, nó y chang như một cái tay cầu thủ trên sân vậy. Chúng ta giữ cái bóng, trong cái bóng giữ cái trái bóng nó giống như là giữ cái tánh mạng của mình vậy đó. Mà mình phải xê dịch di chuyển tránh né lòn lách làm sao đó mà để mà thoát được mấy cái rào cản trung phong tiền vệ hậu vệ, mà gạt được cái thằng mà thủ môn đó, mình mới đẩy được cái trái banh vô trong đó. Còn tôi gọi là cái trái banh trăm tuổi đó nha, tức là không bị cái này chặn nó cũng bị cái kia chặn nè quý vị nha. Ăn không đàng hoàng cũng bệnh cũng chết. À, dưỡng khí không bệnh cũng chết, không khí ô nhiễm cũng bệnh cũng chết, kiểu sinh hoạt ăn rồi cứ nằm, ăn rồi cứ ngồi hoài vậy cũng chết, đời sống tinh thần cứ âu lo hờn hờn giận ghen tuông sợ hãi toan tính thì cũng chết nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là tuổi thọ rất là khó có ở đời sống, hoặc là sống lạc lìa lạc lõi. Có nhiều người chết thì không chịu chết mà nằm chỗ tiểu tiện trây trét hôi hám tanh tưởi mà nhiều năm như vậy. Thì các vị tưởng tượng cái đó quý vị thích thì quý vị kêu sống lâu, chứ còn tôi không ham mà đó, đi đi cho nó ngọt nha. Cho nên cái sống lâu này khó, là cái khó được là có nghĩa là anh sống lâu ok kìa. Rồi cái số 2 là cái dung sắc, cái ngoại hình á, cái ngoại hình đó các vị tưởng tượng đi. Người ta thống kê, tôi nói là cái chuyện này quý vị hết hồn, trong 7 tỷ người trên hành tinh ha, 7 tỷ người trên hành tinh thì người ta tính ra là trung bình, vì nói về là một chuyện thôi, đó là người mẫu. Trong 7 tỷ người trên hành tinh thì phải 2 triệu người mới có tìm ra một người hoàn hảo về ngoại dáng, về nhân dáng và ngoại diện, các vị có tin không? Có nghĩa là tháo ra từ ở trên trán xuống tới gót chân là không có tì vết, có thể mặc cái gì nhìn cũng đẹp hết á nha, không bị sẹo, không bị lăn ben, bất biến hắc lào, không có bị nám, không bị thâm. Mà người ta chia ra đều á, là 2 triệu người mới có một cái người mà hoàn hảo như một viên ngọc ngọc dồi ngọc trao nha. Chứ còn á, mà coi như bình thường thì mình thấy mình ra đường thấy người đẹp nhiều lắm, nhưng mà tới hồi mà phanh phui nó ra thì nó không có như mình nghĩ đâu quý vị. Cho nên cái nhan sắc không phải là dễ kiếm đấy. Rồi cái số 3 nữa là cái sự an lạc, đẹp cách mấy, giàu cách mấy, sống lâu cách mấy, nhưng mà có chắc là vui hay không, cái đó tôi không dám hứa nha. Tôi đã có dịp tôi gặp rất là nhiều người đẹp có, giàu có, giỏi có, nhưng mà ngồi nói chuyện 3 phút là nghe cái mùi đau khổ lan tỏa. Người đều có rất nhiều cái vấn đề, các vị có biết không? Ai cũng có những mối ưu tư, lo lắng, thao thức, trằn trọc, trăn trở trong đời, mà chẳng qua họ giấu, họ không nói đó thôi. Chẳng qua là họ kín tiếng kiệm, họ không nói ra cho mình biết đó thôi nha. Ai cũng có những nỗi khổ niềm đau, ai cũng có những cái nội kết mà họ không tiện nói ra cho mình. Này. Cho nên được an lạc không phải là chuyện dễ. Rồi, rồi cái tiếp theo nữa là danh thơm tiếng tốt. Mình á, giàu mà mình biết đạo, mình thấy mọi thứ là phù du hư ảo, là khối xương, là vân, đúng. Nhưng mà mình phải nhìn nhận cái chuyện ở đời này mà được người ta biết tới một cách
là tích cực, không phải dễ. Biết tích tiêu cực có nghĩa là người ta biết để người ta khinh, người ta biết để mà người ta bịt mũi, để mà người ta lắc đầu, người ta trề môi, thì cái kiểu biết đó để biết mình chây. Nhưng mà ở đây đó là được người ta biết tới để mà người ta gật đầu, người ta xích xoa, người ta thương, người ta quý, người ta coi mình là gương sáng đó. Cái biết đó khó lắm mà nha. Cho nên đó là sống ở đời mà có được danh thơm tiếng tốt không phải là chuyện dễ. Bởi vì sao? Là bởi vì thứ nhất, mình làm được cái gì để mà nó thơm. Thứ hai, cái khuynh hướng tâm lý của con người nó tồi lắm, cái gì biết không? Thường là mà mình làm, nó thấy mình làm gì hay, nó ít đi đồn lắm, mà nó gặp cái gì kỳ kỳ nó hay đi đồn. Không biết các vị trong rừng có biết chuyện này không ta? Cái khuynh hướng tâm lý phàm phu nó hay có cái vụ này lắm. Thí dụ như bây giờ họ tới họ thấy mà tôi ngồi, ông sư ngồi dịch kinh, thấy em sư ngồi thiền, có bao giờ nó đi độn đâu? Hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm. Bây giờ nó nói 3 lần rồi nha, tới là gặp sư ngồi dịch kinh rồi, thấy sư ngồi thiền rồi, nhắm mắt mà ngồi, hiếm lắm. Mà nó tới nó gặp cái này là nó đi, nó độn nè, nó không biết sao kỳ. Chắc chiều tới ngồi ông kho cá, ông nấu cái gì thơm phức à. Rồi có lúc bữa ăn cỗ ông sư mà sẽ tới, ông thấy ông sư ông ngồi ông quýt sáo, ông thổi cái bài mà Hạ Trắng Diễm Xưa gì của Trịnh Công Sơn đó. Rồi lần nữa em tới em thăm ông, em thấy ông ngồi nói chuyện phụ nữ, ừ nhỏ đó nó cũng được lắm, mặt mũi cũng ngộ lắm. Nói chung á là đời mà quý vị nha, mình tu á là 1 năm 362 ngày, chỉ có 3 ngày mà tào lao mà chúng nó thấy rồi là nó đi nó nấu cho mày mà có dầu gì luôn à. Mà trong khi 362 ngày à, thì là ok, nó không thèm thấy, mà nó thấy nó làm lơ, nó làm tam tịnh nhục, không thấy không nghe đấy. Mà nó thấy mình mà có cái mùi hơi tanh tanh là đi nó đồn cho mày chết. Cho nên sống ở đời là thứ nhất là mình làm được cái gì để được danh thơm tiếng tốt, mà thứ hai nữa là đời nó có quẩn để nó tuyên truyền miễn phí không? Không có đâu. Cho nên cái thứ ba này, cái điều thứ tư này rất là khó, đó là có được danh thơm tiếng tốt không phải là chuyện dễ. Một phần là bản thân, một phần là cái tình đời. Khó lắm. Và cái cuối cùng, chết rồi được sanh thiên không phải là chuyện dễ. Là vì sao? Là bởi vì anh thường sống giống loài nào thì chết rồi sẽ về với cái giống loài ấy. Không biết trong rừng có hiểu câu này không ta? Anh thường sống giống cái loài nào thì chết rồi anh sẽ về với cái loài đó. Cho nên tại sao sanh thiên là khó? Bởi vì trong một ngày 24 giờ đồng hồ đó, cái phút giây mà chúng ta sống mà giống chư thiên, nó được phút, nó được bao nhiêu phần trăm so với tổng thời gian 24 giờ nhé? Được bao nhiêu phần trăm à, cứ cứ bao nhiêu đó thôi, chứ đừng có nói ông sư này sống nói nghe ghê ta, không có cần sư xã gì hết. Ở đây mình cứ ngồi mình làm toán thôi, toán tiểu học đó. Mình ngồi mình tính một ngày á, mình có được bao nhiêu phút mình sống bằng cái tâm lành, nói lành, nghĩ lành và làm lành, một ngày được bao nhiêu hả? Thì mình có lấy 24 mình đem mình so với cái đó, nó thì nó ra cái tỷ lệ thôi là bao nhiêu phần trăm, 5%, 3%, 8%, 40%. Thì mình ngồi mình thấy cái thứ năm này đúng là đúng thiệt ấy. Phật dạy chết rồi sanh thiên là chuyện khó, xem chưa? Nhưng mà đó là mới có phần một thôi. Phần hai, phần nội dung bên dưới của kinh là không phải muốn là được, không phải cầu xin khấn vái là được, mà phải làm các công đức. À, cái này mới quan trọng nha, mà phải làm các công đức để có được 5 điều khó được ấy. Tây có câu, tây có câu, tây tây có câu hay lắm. Làm chuyện khó làm sẽ được cái khó được, muốn có được thứ không ai có được, phải
Ý dám cái chuyện không ai dám làm, mày có hiểu à? Nhưng mà phải ghi câu cái này, xin đừng hiểu là dám lái xe ngược chiều là công đức nha, nhớ nha. Bởi vì nghe nói muốn có được cái không ai có được thì phải dám làm chuyện không ai dám làm, này nghe vậy là chiều nay xách xe chạy ngược chiều ở ngoài xa lộ đó, bởi vì nghe nó làm chuyện không ai dám làm thì sẽ có được cái không ai có được, thì cái đó không có phải. Cái này là cho mình trên 18 thì mình phải hiểu. Thí dụ như bây giờ trong cái chuyện bố thí nè, mình có dám ngắt ra 30% tổng tài sản để mình làm phước không đó, rồi giữ giới nè, mình có dám vì cái giới mà mình hy sinh cái này cái kia trong đời mình hay không, rồi nghe pháp mình có vì cái nghe pháp mà mình là hy sinh cái này cái kia không, mình toàn lại đi nghe pháp lúc nào rảnh, lúc nào không có mối mang làm ăn thì mới rảnh rảnh chạy chùa, chứ còn bây giờ chiều nay vì cái buổi nghe pháp mà mình mất đi vài triệu mình có dám ngồi nghe hay không, thí dụ như vậy. Mình có dám bỏ công ăn việc làm trong 1 2 tuần để mình đi tu thiền hay không đó, cái đó mới là hy sinh nha. Chứ còn chuyện mà thu xếp việc nhà ổn định yên tâm mà mới lên chùa thì cái đó là tốt, nhưng mà cái đó chưa gọi là đúng mức. Cái người đúng mức là cái sự hy sinh bao nhiêu, ta hy sinh bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Nói trong rung hiểu không ta? Trong trong rung không biết hiểu này không? Cho nên nó muốn làm, muốn có được 5 cái điều khó được thì ta cũng phải tu tập như thế nào. Phải tu tập. Như các vị còn nhớ bài hôm qua có cái bài kinh đó là cái nàng công chúa hỏi Phật. Vậy chứ nói có tam quy ngũ giới là sanh sanh thiên đúng không? Thì nhưng mà con sao con nghe câu thấy hơi ngờ ngợ làm sao đó. Cho nên con đến xin hỏi Thế Tôn. Vậy chứ tam quy ngũ giới mà cái cỡ nào mới được sanh về trời? Đó, lấy cái bài kinh kia để hiểu kinh này nha. Lấy cái kinh Chun Đi để hiểu sâu cái bài kinh này nha. Đó, bài kinh Chun Đi ngày hôm qua đó. Kinh công chúa Chun Đi hôm qua nàng có Phật á, nàng hỏi vậy chứ con nghe nó có tam quy ngũ giới là không có sợ đọa có đúng không? Hay là nó tam quy ngũ giới cỡ cỡ nào mới được, thì Phật mới giải thích. Phải tin Phật làm sao, tin pháp làm sao, tăng làm sao, phải giữ giới cỡ làm sao thì mới là được sanh thiên nha. Chứ còn mà mình là giữ giới bố thí nghe pháp phục vụ mà gọi là trong cái điều kiện mà phải nói là tối thiểu không à, làm thì chưa được, mà mình phải dành cái tâm tư thời gian tiền bạc công sức này cho thiện pháp một cách phải nói là đáng kể thì công đức nó mới lớn nha. Nói như vậy không có nghĩa là các vị phải phải tốn kém nhiều, không phải, nhưng mà cái tâm tư nó quan trọng lắm nha, tâm tư nó quan trọng lắm. Có người hỏi tôi vậy chứ làm phước làm sao mới gọi là đại thí, thì tôi rằng không hẳn bỏ ra nhiều mới là đại thí, mà đại thí ở đây nó có nghĩa là cái tâm của mình lúc mình bỏ ra nó hoàn toàn là không có cái sự nuối tiếc đó. Và cái đối tượng mà nhận cái sự cúng dường sự bố thí đó cũng là đối tượng tập thể, hoặc là đối tượng, nếu mà cái đối tượng cá nhân phải là đối tượng đức độ, còn không nó phải là đối tượng tập thể nha. Và cái thứ ba nữa là cái tác dụng của cái vật thí đó. Cái tác dụng thí dụ như bây giờ mình cúng dường cho 1.000 vị la hán một bữa ăn thì cái công đức nó không bằng là mình làm một cái gì đó, như làm một cái giếng, mình đắp một con đường, mình làm một cây cầu để cho 1.000 vị a la hán là sử dụng, thì cái công đức lớn hơn. Là bởi vì sao? Vì cái tác dụng, cái giá trị, cái ý nghĩa của cái cầu nó lớn hơn một bữa ăn, mặc dù là cái phước mà cúng dường bữa ăn nó không có đem so với cái phước làm cầu. Trúng đúng đó, đúng. Vì cúng dường thực phẩm nó khác, cúng dường phương tiện đi lại nó khác, mình không có lấy cái này mình trộn với cái kia. Tuy nhiên nếu mà xét xét theo cái thời gian lâu bền đó, là trong tương ưng mình đã học rồi, thì Đức Phật ngài dạy rằng cái công đức nào mà nhắm đến cái đối tượng đức độ và đối tượng tập thể thì công đức lớn hơn cái đối tượng cá nhân hoặc là đối tượng thiếu đức độ.
Thứ hai nữa là cái việc gì mà nó để lại cái kết quả lâu bền. Cho nên ngày hôm qua từ khi mà mình học về bài kinh mà bố thí thức ăn, bố thí thực phẩm đó, trong đó ngài nói rất là rõ là tùy vào cái cách nghĩ của người thí chủ nha. Tùy vào cái cách nghĩ, ví dụ như khi mình cúng dường thức ăn một bữa ăn thôi, mình nghèo mà mình chỉ cúng một bữa, nhưng mà lúc mình nghĩ thế này: ai có sức khỏe ăn vào thêm khỏe, ai có nhan sắc ăn vào thêm nhan sắc, ai có trí tuệ ăn vào thêm trí tuệ. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi nha. Thì cái đó gọi là đại thí. Còn thí mà coi như là bố thí mong cho người khác biết, bố thí mong được nổi tiếng, bố thí mong được sanh về trời rất là hạn chế. Còn bố thí mà bởi vì mình chỉ nghĩ đến cái đức độ của đối tượng đó thôi, mình không nghĩ gì hết. Mình bố thí vì mình nghĩ đến cái tiền đồ của Phật pháp, mình nghĩ đến cái vận mệnh của chánh pháp, mình nghĩ đến cái chuyện lợi lạc cho chúng sinh. Thí dụ như bây giờ tôi gửi cho thiền viện Ba Óc 10 đô la. Tôi gửi cho thiền viện Upanita 10 đô la, nhưng mà tôi nghĩ cái gì? Tôi nghĩ rằng 10 đô la này là góp phần cho mấy thiền viện này tiếp tục tồn tại ở đời. Mai này trong thiên hạ bất cứ ai mà muốn tu thiền họ cũng có cái chỗ để họ đi về để gửi gắm tâm tư. Mặc dù mỗi thiền viện tôi chỉ cúng có 10 đồng thôi, nhưng mà tôi nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ rằng 10 đồng phần kéo dài cái tuổi thọ cho mấy cái thiền viện đó. Tôi nhắc lại 10 đồng thôi nha, mà tôi cúng với tất cả tấm lòng của tôi nha. Chỉ còn tôi nổi hứng, tôi mỗi tháng tôi thu nhập, ví dụ như có 100 đồng mà tôi ngắt ra 50 để rồi cái tháng đó tôi không có tiền đóng điện nước, rồi đi bác sĩ nhổ răng, vợ đẻ con đau, mẹ bệnh, cha già gì đó thì chết chết rồi. Rồi tới hồi mà lúc cần không có cái đâm ra núi tiếc nữa là còn bậy nữa. Bố thí mà tiết kiếp sao sanh ra giàu có mà không được hưởng. Nhớ nha, bố thí rồi núi tiếc đó. Nhớ nha, đời sau giàu có nhưng không hưởng được. Cái vụ này có thiệt à. Bố thí rồi núi tiếc, đời sau giàu có nhưng không có hưởng được. Vì sao? Là bởi vì ngày xưa mình cho mà mình cho bằng một cái tâm không có trọn vẹn, cho nên bây giờ mình có một cách không có trọn vẹn. Có không trọn vẹn là sao? Cho không trọn vẹn thì có cũng không trọn vẹn, nghĩa là chỉ có quyền sở hữu không có cái điều kiện tiêu thụ. Có hiểu này không ta? Cho không trọn vẹn thì có cũng không trọn vẹn, nghĩa là chỉ có cái quyền sở hữu mà không có điều kiện tiêu thụ. Điều kiện đây là sao? Một là điều kiện tâm lý, hai là cái điều kiện vật lý. Điều kiện tâm lý đó là tiết, cái mỗi lần mình muốn xài cái lòng nó không có vui, nó cứ tiếc tiếc không dám xài, đó là điều kiện tâm lý nha. Còn cái điều kiện vật lý là sao? Có nghĩa là cái nhà đó thì đắt tiền lắm, cái nhà đó là nhà đất vàng, nó là coi như nhà mặt tiền đường Đồng Khởi quận 1 Sài Gòn, cái nhà nó ngon lắm, bây giờ nó kẹt cứng là bây giờ là nguyên một cái đại gia đình tam đại đồng đường đang ở trong đó, mà cái người mà chủ gia đình đó là mình, cái người đứng tên cái nhà đó là mình. Mà bây giờ chờ ba má 100 tuổi rồi mấy đứa em mà nó đi lấy vợ lấy chồng nó dọn ra hết thì mình mới làm chủ căn nhà đó được. Mình mới bán cái nhà đó để mình thành đại gia, còn không nữa mình cho nước ngoài nó thuê làm văn phòng. Còn không đó là mình cho người ta đám tiểu thư nó thuê nó bán điện lạnh rồi shop thời trang hoặc là beauty salon hay là cái gì đó, ví dụ như là lúc đó mình đi sướng. Chứ còn bây giờ nó kẹt cứng hết trơn rồi, bây giờ là đó đúng cái nhà nhà của mình mà bây giờ nó ở nguyên một đám đông nhưng ăn gì được đó. Cho nên nhiều người họ giàu, họ giàu ngầm mà hưởng không được, đất đai trùng điệp mà bây giờ muốn có được cái sổ đỏ sổ hồng nó phải dễ, mà gì biết không? Cho nên giờ bán không được mà giữ đó thì tiền đâu còn tiêu đó. Cho nên có những người họ giàu mà hưởng không được là nó nhiều lý do lắm, mà miễn sao là hưởng không được thôi. Vì sao? Là vì kiếp xưa họ đã bố thí một cách không không trọn vẹn. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Bố thí không trọn vẹn thì sau này cái quả nó trổ cũng không không trọn vẹn. Và ở đây ngài xác nhận là một điều là không phải do cầu sinh là được, không phải muốn là được, mà người cư sĩ phải phải sao ta?
phải làm các công đức tương ứng. Rồi tiếp theo là kinh 44. Kinh 44 có nghĩa là cái nội dung là bố thí cái người ta thích thì mình sẽ có được thứ mình thích đó. Sẵn cho bà con viết cái câu bên này cho nó sang ha, mà nếu mà cái cô giọt mưa mà cổ tậu được cái câu này mà trong chú giải đó là coi như nó là công đức của cổ, coi như là vô lạn nha. Vô lạn luôn. Không biết cái kinh cái câu đó nó nằm ở đâu đó chứ mới thấy đây là mất tiêu. Quý vị xui rồi. Đây đây đây, cái cô lấy ở trong, lấy được cái câu này nè. Cái câu này, bữa nay tôi trường cực mấy cái câu này rất quan trọng. Cái câu này tôi rất là muốn dùng cái này để đọc cho Phật tử mỗi lần trai tăng nè. Mana pada gì lá ba tê mana băng đó. Aggasadata lá phát tê bu nát găng lá ba tê bu nát găng vara là tỳ hồ tỷ xích thăng đa đồ xích thăng đa đồ xích tham mục bề tỷ đa năng. Cái câu này nó rất là hay, nó hay ở chỗ nào? Mana ba đa di la phát tê mana băng, cho cái vật vừa lòng thì mình sẽ được cái vật vừa lòng. Aggasa data la phát tê phu nát găng, cho cái vật mà aggas là đồ hàng thấp á, hàng hàng thượng hạng thì sẽ nhận được cái đồ thượng hạng. Varasa data varala phi hồ tí, cho cái đồ cao cấp thì sẽ nhận được đồ cao cấp. Thằng đó đồ sách tới bút về thì ta nên cho cái đồ mà hàng đỉnh thì sẽ nhận được hàng đỉnh. Ở đây có mấy chữ Aggavarasattha, nó có nghĩa là đỉnh, là thượng hạng, là thượng phẩm, nhớ nha. Thì cái ông này nè, có một ông Bà La Môn tên là, có một ông thiện nam tên là Úc Gá, đệ nhất cư sĩ về cái hạnh gọi là bố thí như ý. Cái ông này là ông đệ nhất cư sĩ về cái hạnh bố thí như ý, có nghĩa là trong đệ tử Đức Phật, cái người thí chủ mà bố thí cúng dường thì nhiều vô kể, nhưng mà nó đặc biệt. Ví dụ như ông cấp cô độc đi, ông thấy ai nghèo đói là ông cho ăn, cho mặc, cho ở, cho bị bệnh thì cho thuốc men, ông giúp tùm lum hết. Nhưng mà ông thấy thì ông thấy cần thì ông giúp, chứ ông không có lưu tâm đến cái ông cho có phải là cái mình số 1 hay không, số 1 trong cái sở thích của người ta hay không. Còn cái ông Út Ga này, ông có cái hạnh lạ lùng lắm. Ông thấy người ta đói, thay vì ông xách cơm ông cho như ông cấp cô độc đó, thì ông lại khác. Ông để ý của cái người này trong nguyên trong các đồ ăn mà ông có đó, cái người này có thể ăn cái món nào mà vừa miệng, theo ông đoán là vừa miệng nhất. Ông dòm dòm thấy mớm mém, biết cha này không có nhai cái đồ cứng được thì chắc kiếm ông kiếm đồ mềm ông cho. Rồi ông thấy một cái người phụ nữ mà hom hem mà đói lạnh ngồi trước nhà, là ông dòm dòm ông vô ông lấy cái áo, mà ông lựa cái áo nào bằng tơ, bằng nhung, bằng gấm mà nó mềm mềm á, tại bởi vì nữ mà thích mấy cái đồ đó ông cho. Còn đàn ông á thì ông dòm dòm ông tướng để ông vô ông lấy cái áo trấn thủ, áo jacket mà của quân đội ông cho. Mấy trong rừng nói gì hiểu không ta? Alo, chết sạch rồi. Có nghĩa là ổng cho mà ổng khác cấp cô độc. Cấp cô độc thấy cần là cho nhưng mà không có lưu ý đến cái chi tiết mà sở thích. Còn riêng cái ông thầy này đó là ổng cho mà ổng hay để ý cái loại, cái cỡ nào, cái kiểu nào này cho cái kiểu gì. Nhớ nha. Thì có cái bữa đó ổng thỉnh Thế Tôn về nhà ổng cúng dường,
ông cúng dường, ông kể từng món. Bạch Thế Tôn, hôm nay con có món này món này. Bạch Thế Tôn có món này món này. Đây là những cái món mà với con nó là thượng hạng, thượng phẩm, hàng thóp, hàng đỉnh, hàng hiếm, hàng độc. Xin Thế Tôn vì cái lòng đại bi mà nhận cho con vui. Tức là cái nhận. Rồi trong khi đó ông cúng cho ngài một cái ghế. Ông kể ông có hai cái món giường ghế thượng hạng, nhưng mà ông nói trong đó con rất là muốn cúng nhưng mà không có thích hợp với một người như Thế Tôn, vì Thế Tôn sống giản dị. Thôi bây giờ con cái món thứ hai nó cũng là cái ghế mà nó bằng gỗ chiên đàn, đó là gỗ trầm loại một á. Chiên đàn á mà tiếng Pali kêu là gì ta, là chanh đanh á. Tương đương với cái là trầm hương mà loại một, nhóm gỗ A1, cấm xuất khẩu, phải ghi rõ như vậy đó. Tương đương với trầm hương là một, nhóm gỗ A1 cấm xuất khẩu. Và cái là giá trị á, tính bằng kilo, không phải bằng mét. Tức là thí dụ một cái khúc gỗ đó nó nặng 15 kg, là họ tính tiền từng ký, chứ không phải là thí dụ như gỗ cẩm lai hay là gỗ cài chắc, gỗ thao lao, gỗ lim rượu, trắc hay là giá tỵ, thì người ta tính theo cái có thể tính theo mét mét khối. Mà riêng cái này là gỗ quý. Thì ông cúng như ngày ngày đó mà ông nói xin Thế Tôn nhận cho con vui. Thì Thế Tôn nhận, Phật nhận rồi. Phật nhận rồi. Ông Úc Ga hỏi ý Phật, phải làm gì với cái ghế ấy. Ngài dạy nên đem nghiền nát thành bột để cúng dường cho chư tăng làm thuốc nhỏ mắt. Cái này là trong kinh nói vậy thì tôi dịch vậy, chứ còn mà bà con mà hỏi tôi chứ cái mà đem đi mà nhỏ mắt được thì tôi cũng tôi chết, chứ tôi cũng biết trong đây không biết, trong rung nữa có ai biết cái chuyện này không ta. Alo, trong rung nữa có ai biết cái này không ta. Trong tiếng Malay kêu là anh chanh á, pisan á, anh chanh á, anh chanh á là thuốc nhỏ mắt, nhớ nha. Còn biết là họ đem về rồi có pha chế bỏ cái gì nữa hay không là tôi không có biết nha. Tôi chỉ biết là trong mấy cái bài thuốc một cổ truyền của Ấn Độ nó có cái bài thuốc này, tôi có nhớ, tôi có đọc, tức là họ họ chiết xuất cái gì ở trong cái trầm á, để ra làm cái thuốc 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 tuần thuốc, thuốc nhỏ mắt. Chứ còn các vị đừng có bắt chước là tối nay về rồi đem xay ra rồi trộn nước mà nhỏ vô là coi ngày mai là hết cái đường vô rum luôn á nha. Cái đó là đừng có đổ thừa là tôi là tội nghiệp, mà tội nghiệp cái cô mấy cô hay anh Ái Minh gì nè, mình nói đùa chút xíu mà cũng ghi luôn. Trầm hương loại một, nhóm gỗ cấm xuất khẩu. Ở đời tại sao có những cái người mà nó lành như bụt thế này, nó hiền quá thế gì, thấy mà thương quá. Rồi cái ông này sau khi mà ông cúng dường cho Phật xong, cúng dường cho Phật xong đó, thì cách đó không lâu sau cái buổi cúng dường không lâu, thì ông Út Ga qua đời và sanh về cõi tịnh sanh về cõi tịnh cư. Vốn chỉ dành cho các vị A-na-hàm, A-na-hàm nha, các vị A-na-hàm tam quả. Nhớ cái này, tức là sau khi đó là mà trong chung chung chánh tạng này không không có nói rõ, trong chánh tạng này chỉ nói là được sanh với một thân rất khả ý thôi. Ác là ác ở chỗ đó.
mà trong khi đó là trong kia ghi rất là rõ lâm sâm này có tịnh cư, cái cô gì đó, cái cô giọt mưa, cô cập bi dùm cái này được không ta, chắc tôi cũng làm biết tôi lấy vào trong đây có ghi cái này nè, là anh nhất ta răng mano mà danh tí, tức là một thân khởi ý, đây có nghĩa là gì, có nghĩa là xuất tha qua xe xuất e càng chá mà nó ní để bà tăng đi và ca dăng. À, rồi không có phải đoạn, đoạn dưới cái đoạn cuối đó, gần cái đoạn cuối của cái chú giải kinh này nè, nó có cái câu đó anh như ta đang mới nói mấy dân và xin nói luôn ở đây ngài Minh Châu bị nhầm chữ Mano Maya đó thành chữ Manapa, Mano Maya đó tức có nghĩa là hóa sanh do ý tạo ra không cần các cái điều kiện sinh học. Cái chữ Mano Maya nghĩa là hóa sinh do ý tạo ra không cần các điều kiện sinh học nha, Mano Maya đó. Chứ còn cái Manapa là như ý nha, nhưng mà nó xui một chỗ đó là tôi là thấp cổ bé miệng vô danh tiểu tốt, mà bây giờ mà tôi dịch như là đó, trốn trốn trốn, cảm ơn cô giọt mưa nhiều, anh nhớ ta đang Mano mà dành tí sanh vào, anh nhớ ta đang đây có nghĩa là một nha, sanh vào một cái thân hóa sinh. Thì ở đây cái chữ tí có nghĩa là chữ tí này nghĩa là ý tí, nghĩa là xuất tha va si su e căng cha nó mới ni nên nếp tăng đi và ca dân, cái này sanh vào một cái thân, tức là sanh vào một cõi, đây dịch kia là một thân đó, ở trong cái xuất tha va si su mình phải dịch là năm cõi tịnh cư, sanh vào một trong năm cõi tịnh cư nha. Rồi ngay đêm hôm đó hầu Phật ngay đêm hôm đó ông mới xuống hầu Phật đó, thì Phật có hỏi ông câu này ngay đêm đó ông xuống, thì ông xuống hầu Phật á, thì Phật có hỏi ông cái câu này nè, cách chi tê út gá, cách chi tê út gá là tên ổng đó, cách chi tê út gá giá tha thiết bà dù, giá tha thiết bà dù, người có được như ý hay không, hoặc là người có được đúng cái điều mình mong mỏi hay không. Cái câu nó có nghĩa là vậy đó, người có được như ý hay không, hoặc là người có được đúng cái điều mà mình mong mỏi hay không. Cách chi tì út cửa giả tha thì bà vụ thì ông nói bạch thế tôn con đã được toại nguyện rồi. Nghĩa là sao, có nghĩa là khi còn ở cái cõi người đó, ông này dốc lòng muốn chứng là nên nay Phật hỏi ông như vậy và ông cũng đã trả lời ngắn gọn theo cách chỉ có Phật hiểu. Khi mà ông có cõi người á, cái thiết ba vô đây có nghĩa là gì, ở đây cái trong cái đó gọi là achas, đó là cái tâm nguyện của ông đó, chỗ này phải hiểu thì là tâm nguyện. Khi ông là ông ở cõi người, ông là bậc a na hàm, ông không có mong cái gì trơn, a na hàm mà ông chỉ dốc tâm dốc lòng hướng tới quả vị la hán. Khi mà ông sanh về trên đó rồi ông xuống hầu Phật, rồi Phật hỏi cách gì thì ốc gái cho tha thiết bà dù, thì người có được toại nguyện cái điều mà người mong mỏi hay không, thì ông mới trả lời là tát cái mê phải cao ba cho tha thiết bà dù tí. Bạch Thế Tôn, được rồi, điều con muốn con đã được rồi. Có nghĩa là ông vừa về lên tới trên đó xong ông đắc la hán ngay tức thì nha. Thì á ông làm phước, người ta làm phước để mong được cái điều như ý là sao, có nghĩa là mong được là sắc đẹp
sức khỏe sống lâu tiên. Còn muốn làm phước ông chỉ mong là có, ông mong là ông này làm phước chỉ mong mau chứng la hán. À, cho nên dầu cúng cái vật là ông cho là vật như ý đó thì ông cũng là cầu cho có được cái quả vị la hán, là cái mà ông vẫn một lòng mong đợi mà thôi nha. À, chúng sinh có nhiều kiểu ước mơ. Bậc thấp á thì mơ trong năm dục, bậc cao thì mong chứng thiền. Cao nhất á là mong lìa bỏ sinh tử, không còn tái sinh. À, chúng sanh có nhiều cái kiểu mà mong mỏi, có nhiều ước mơ. Bậc thấp thì mơ trong năm dục, tức là làm phước mong được về trời, sanh lợi cõi người, rồi có nhan sắc, có tiền bạc, có được chồng vợ như ý, có được tình cảm, tài sản, uy tín, quyền lực, ngoại hình, sức khỏe, lập 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 la. Còn cái bậc cao hơn là người ta chỉ mong được đắc thiền thôi, và cái bậc cao nhất cái thể thì chỉ mong là lìa sanh tử thôi nha. Cái bài kinh này nó sâu, là sâu chỗ đó. Chúng ta mong cái gì thì chúng ta từ chỗ mong ước. À, chúng sanh có nhiều kiểu thực hiện mong ước. Một, làm ác để được như ý. À, cái số 2 đó là hành thiện với cái lòng cầu quả sinh tử như ý. Cái số 3 đó là hành thiện để không còn thiện ác vui. Nhớ nha, cái này quan quan trọng lắm. Từ cái chỗ mong ước, cái chúng sanh có nhiều cái kiểu thực hiện mong ước. Cách một là làm ác để được như ý. Thí dụ như bây giờ tôi phải đi lừa đảo lật động, lộng lương lẹo sát sanh trộm cắp, bài gian bạc lận, buôn gian bán lận để mà có tiền, để mà tôi sống hưởng thụ sung sướng. Đó là cách một để thực hiện ước mơ. Cách hai đó là tôi bố thí trì giới, bla 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 bla, để mà tôi được sanh ra giàu có đẹp đẽ đó. Mà mình thấy cái này có thiệt, như nghe trên mảnh đất mình đi, có biết bao nhiêu người bây giờ họ làm bao nhiêu tội lỗi để làm chi ta, để có tiền để thẩm mỹ viện, có tiền để đi du lịch nước ngoài, có tiền để gửi con đi du học, có tiền để có nhà cao cửa rộng, đi xe hiệu, hàng hiệu. À, việc ác gì cũng làm, nhưng mà cũng có những người phần như Phật tử mình á thì là làm phước nguyện đời sau sanh ra đời sống nó khá hơn, khi nào đắc hẳn hay, nhưng mà hãy còn luân hồi thì mong được này mong được kia. Nhưng nó có rõ thứ ba đó là có những người họ rốt ráo, họ chán sợ quá rồi, họ chỉ mong là tất cả phước lành mà họ đã làm dồn hết cho cái chuyện giải thoát. Bởi cho nên trong kinh mới có cái câu, có cái bài nguyện thế này rất là hay, mà ngài Tịnh Sự là thầy của tôi đó, ngài có dịch qua thơ. Thật ra cái đó là tôi tận mắt thấy cái bài đó ở trong chú giải, trong bản Pali ấy. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Có nghĩa là bao nhiêu phước con làm từ vô thủy luân hồi, bây giờ những cái phước nào nó chưa cho quả, con xin chuyển nó hết qua cái tài khoản gọi là giác ngộ. Thay vì đó giờ là con đầu tư cho tài khoản, cho bên đầu tư bất động sản, rồi bên tiêu vặt gia đình sinh hoạt hàng tháng tùm lum hết, bây giờ con chuyển hết vô trong cái tài khoản giác ngộ. Nghiệp chưa cho quả phúc nào thì sinh thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này nè, dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sanh niết bàn. Có nghĩa là cái phước nào đã tạo trong quá khứ mà chưa có cho quả, con xin chuyển nó vô hết trong cái tài khoản giác ngộ đã đành rồi. Mà từ hôm nay trở đi về sau đó, mà phước nào con làm rồi con xin nguyện trước
Phóng sinh có cái tác ý trước, là những cái phước đã làm và sẽ làm dồn hết vô cho một cái tài khoản duy nhất, đó là giác ngộ. Từ đây cho đến vô sanh bàn, hễ làm những tốt sẵn sàng, mỗi điều lợi ích thành đoàn nhân duyên, nguyện cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Đó, nhớ nha. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo thành, từ đây cho đến vô sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều lợi ích thành đoàn nhân duyên. Con làm cái chuyện gì có lợi ích thì nó thành nhân duyên hết, nhân duyên giác ngộ. Giúp cho phiền não sớm yên, trợ cho mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Mình không biết đạo mình mong tùm lum. Đấy, nhưng mà biết đạo rồi mình chỉ dồn nữa có một cái mong thôi. Tôi nói biết bao nhiêu lần. Người không biết đạo trốn khổ tìm vui bằng cách làm ác. Người biết ba mớ trốn khổ tìm vui bằng cách hành thiện. Người hiểu đạo rồi thì lánh ác hành thiện, không phải để trốn khổ tìm vui mà để không còn thiện ác buồn vui nữa, vượt ngoài nhân quả. Nhớ nha. Cái bài kinh này nó sâu, sâu kinh khủng lắm đó. Thôi bây giờ giảng tới đây nó cũng quá sức mệt rồi, nhưng mà để coi cái bản tiếng cái còn kinh gì nữa không ta, làm luôn cho nó khỏe, không còn dài lắm, để ngày mai giảng tiếp đi. Ngày mai giảng tiếp lúc này cũng không có khỏe lắm nha. Hả, nói vậy cái bắt đầu nói là đi kêu gọi khổ gì đó, có nhiều cái thứ mà nó trời ơi đó, mình mệt mình nói mình mệt, cái bắt đầu đi đồn nó không than đó, cái thứ tại sao nó sống gì rồi chặt đất vậy đó. Ok, chúc các vị một ngày vui nha, rồi ngày mai giảng tiếp vậy. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.